biết chấp nhận những điều này thì cuộc sống an nhiên. Người đời thường đánh giá và chạy theo cái đẹp bề ngoài trước khi xét đến tính cách. Đa phần người đời xem trọng tiền bạc, không quan tâm đến cảm giác hay hạnh phúc của người khác. Thường người nào bạn yêu thương nhiều nhất có khi sẽ là người làm bạn đau lòng nhất. Bạn bè, ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc vui, không biết ai là bạn tốt. Lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt thật sự là ai. Trên đời này, bạn rất hiếm hoi gặp được những người yêu thương bạn suốt đời như bố mẹ bạn. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. Một, không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại? Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn. Hay không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói. Luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn.
4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh. Nếu mất đi, nếu đánh mất đi nhiệt tâm, con người trở nên lạnh nhạt. Năm tháng đi trôi âm thầm, một ngày một đời không khác. Nếu đánh mất đi trọng tâm, bước chân con người nghiêng ngả, sống trong cõi đời thăng trầm, thiếu chỗ tựa nương buồn bã. Nếu đánh mất đi thành tâm, con người dễ cùng giả dối, đằng sau dáng vẻ ân cần thường đã ươm mầm phản bội. Nếu đánh mất đi nhân tâm, con người sát bên tàn nhẫn, từ đồng loại đến hạ cầm, ra tay chẳng hề ân hận. Nếu đánh mất đi lương tâm, con người vô cùng nguy hiểm, đạp trên lẽ phải mà đi, bỏ mặc lương tri hành kiểm. Nếu đánh mất đi từ tâm, con người biến thành vô cảm, niềm đau nỗi khổ tha nhân, một tia mắt nhìn lãnh đạm. Nếu đánh mất đi tín tâm, con người hoài nghi thất vọng, đóng cửa sống trong âm thầm, cho thế nhân toàn hư hỏng. Nếu đánh mất đi chuyên tâm, con người sống không mục đích, khi thế này lúc thế kia, khó thể là người hữu ích. Nếu đánh mất đi quyết tâm, con người sống trong giả dười, cứ lưỡng lự rồi phân vân, không bước chân làm sao tới. Nếu đánh mất đi chân tâm, con người u mê điên đạo, tự mình xây ngục giam cầm, không biết đâu là lẽ đạo. Mất tâm đời liền chao đảo, thiếu tâm phiền não trùng vây, biết tâm trở về sống với bao nhiêu màu nhiệm hiển bày. Khoảng lặng đầu ngày. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy, có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện, vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng, bất an.
Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2 phút rưỡi thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ, một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lượt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Đừng khóc thương quá khứ, buổi ấy đã xa rồi. Đừng thấp thỏm ngày mai, tương lai còn sương khói. Từng phút giây mỗi mới, đừng lỗi hẹn hôm nay. Khéo sống bây giờ đây, đông đầy hoa hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy mất hy vọng, khi cuộc sống trở nên bế tắc và đường đi trước mắt dường như là một đỉnh đồi không có lối thoát, hãy dừng lại một chút, hãy lắng động, mỉm cười và nói với chính mình rằng: tôi ơi, hãy thư giãn một chút đi, đây chỉ là khúc quanh, không phải là đường cùng. Tất cả những điều mình đang trải qua trong cuộc sống này đều chỉ là tạm bợ. Dù có khó khăn đến đâu, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Mỗi bước đi, mỗi quyết định của chúng ta đều tạo ra một sự khác biệt. Hãy vui hưởng những điều tích cực xung quanh, bởi chúng sẽ là nguồn động viên để chúng ta tiếp tục bước đi. Hãy tin rằng mọi khó khăn sẽ qua đi và mọi điều thuận lợi sẽ đến với những ai kiên nhẫn. Đừng quá lo lắng về những điều không thuận lợi, vì chúng thường không kéo dài. Hãy tập trung vào những gì mình có và những gì mình có thể làm trong hiện tại. Dù cuộc sống có thăng trầm như thế nào, hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và vào khả năng thích nghi của mình. Đó là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và tiến xa hơn trong cuộc hành trình của đời mình. Đạo đức không phải chỉ là một chiếc bánh xe dự phòng, mà nó còn là bánh lái dẫn dắt chúng ta đi đúng đường suốt cuộc hành trình ngang qua cõi tạm này. Khi chúng ta gặp phải những thử thách, khi xung quanh bị xáo trộn bởi sự sải giao của thế giới bên ngoài, đạo đức sẽ là nguyên tắc căn bản, muốn hướng dẫn cho hành động của chúng ta. Khi người khác giúp ta giải quyết một vấn đề nào đó, điều quan trọng là hãy biết cảm ơn. Tuy nhiên, đừng bao giờ đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Họ có thể là người bạn đáng tin cậy, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Trong lúc đó, hãy nhớ rằng chính mình cũng có khả năng và sức lực để đối mặt với thử thách. Đạo đức là sức mạnh bên trong mỗi con người, là đèn lấp lánh chỉ dẫn chúng ta đi đúng đường. Hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và vào khả năng của chính mình. Khi chúng ta biết tự tin vào bản thân, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và tiến xa hơn trên con đường của đạo đức và sự thành công. Sự lo lắng không hề giúp chúng ta dẹp bỏ được những khó khăn của ngày mai, thay vào đó chỉ làm mất đi sự bình an trong hiện tại. Vì vậy, hãy sống đơn giản, gieo mình trong lòng nhân hậu và yêu thương chân thành. Như một chiếc xe hơi, kính trước lớn hơn nhiều so với kính chiếu hậu. Tương tự, quá khứ của chúng ta có thể quan trọng không kém tương lai. Dù vậy, đôi khi chúng ta cũng cần nhìn lại quá khứ để rút ra những bài học, để biết cách sống trọn vẹn với ngày hôm nay và định hướng cho ngày mai. Đôi khi chúng ta quá tập trung vào những lo lắng về tương lai mà quên mất rằng
cuộc sống thực sự đang diễn ra ở hiện tại. Điều quan trọng là chúng ta cần học cách sống trong từng khoảnh khắc, biết trân trọng và tận hưởng những gì đang có, cũng như rút kinh nghiệm từ quá khứ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy để lòng nhân hậu và tình yêu chân thành dẫn dắt ta qua mỗi ngày, mỗi chặng đường của cuộc hành trình. Với lòng biết ơn và sự đồng cảm, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho chính mình và cho những người xung quanh nữa. Hãy nhớ rằng, mỗi lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ là những lời nói đơn thuần, mà còn là những dòng năng lượng tinh thần được gửi đi vào vũ trụ rộng lớn. Và trong vũ trụ ấy, không có điều gì là vô nghĩa cả. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, vũ trụ sẽ lắng nghe, và năng lượng lành của tâm hồn chúng ta sẽ được chuyển giao đến họ. Đó là lý do tại sao trong những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc của cuộc sống, chúng ta nên nhớ rằng có thể có ai đó đang cầu nguyện cho ta. Những lời nguyện tốt lành từ người khác sẽ đến với chúng ta như một làn sóng tinh thần, làm cho tâm hồn ta cảm thấy ấm áp và an lành. Nhớ lại những lúc mình gặp khó khăn và chia sẻ cầu nguyện với người thân, bạn bè hay người lạ, ta thường cảm thấy như được nhẹ nhõm, được động viên và hỗ trợ từ một nguồn năng lượng không gian bên ngoài. Đó chính là sức mạnh của lời cầu nguyện và tình thương nối kết tất cả chúng ta thành một mạng lưới tinh thần, qua đó giúp ta chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống này. Có lẽ bạn đã nghe nhiều lần câu "Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ". Điều đó thực sự có ý nghĩa. Một nụ cười không chỉ làm cho chúng ta trở nên đẹp hơn, mà còn có thể làm dịu đi những đau thương, làm sáng lên những ngày u ám và tạo ra những kết nối giữa con người. Vậy tại sao chúng ta không yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương cuộc đời nhiều hơn và cười với cuộc sống cũng như với mọi người nhiều hơn? Hãy suy ngẫm về điều này. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để lo lắng, để phê phán bản thân và người khác và quên đi những điều đẹp đẽ xung quanh cuộc sống. Hãy nhớ rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi để bi quan và tự ti. Hãy dành thời gian để yêu thương bản thân, để trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp, những mối quan hệ quý báu và những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Hãy mỉm cười nhiều hơn, bởi một nụ cười có thể làm thay đổi cả một ngày, thậm chí là cả một cuộc đời. Và xin hãy nhớ rằng, khi chúng ta yêu thương và cười với cuộc đời, chúng ta cũng đang tạo ra bầu không khí tích cực, lan tỏa tình yêu và sự hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Hãy là ngọn lửa sáng, rực rỡ và lan tỏa niềm vui cho thế giới này. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình tươi thắm, ý thêm tươi, cho hoa thêm ngát, đời thêm dị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào, giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sáu trước, lấy chữ thân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, chuyện đời muôn thuở vẫn còn dương, chắc chiêu một chút tình thương ấy, gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ huyền vi, an nhiên tự tại lòng thánh thoát, đời sống tâm linh thực tuyệt vời. Trong hành trình của cuộc sống này, sự thành thật và lương thiện không chỉ là những đức tính cao quý mà mỗi người cần trân trọng, mà nó còn là bản sắc của tâm hồn, là nguồn sáng lấp lánh giữa bóng tối. Sự lương thiện như một dần trăng sáng tỏa từ tâm hồn của mỗi người. Mỗi lúc ta thể hiện lòng chân thành, lòng trung thực, chúng ta như đang góp phần tạo ra một bầu không khí trong lành, ấm áp và tràn ngập yêu thương. Dần trăng thiện lương không chỉ chiếu sáng cho chính mình mà còn lan tỏa đến mọi người xung quanh, cảm hóa và thay đổi tâm hồn của họ. Khi ta sống với lòng thành thật và lương thiện, ta không chỉ làm cho cuộc sống của chính mình trở nên ý nghĩa hơn, mà còn góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Những hành động và lời nói từ lòng thành thật có khả năng lan tỏa một dòng năng lượng tích cực, làm tan biến những góc khuất trong tâm hồn, mang lại hòa bình
và hạnh phúc cho mọi người. Hãy để sự lương thiện là nguồn động viên, là nguồn sức mạnh cho cuộc sống của bạn. Hãy sống mỗi ngày với lòng trung thực và lòng từ bi. Và để dần trăng thiện lương chiếu sáng cho con đường bạn đi, làm cho thế giới này trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn. Trong mỗi con người, thiện niệm như một hạt giống, thiện tâm như là một bông hoa và thiện hạnh như là một trái ngọt. Khi chúng ta mở lòng đón nhận, khi chúng ta thực hiện một hành động tốt lành, chúng ta đang tưới tẩm cho hạt giống thiện lương trong tâm hồn của mình. Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng và chăm sóc hạt giống này. Có những người bất chấp giá trị đích thực của nó lại lơ đi, làm mất đi hạt giống thiện lương trong họ. Họ trở nên lạnh lùng, trở nên thờ ơ và bất cần cho mọi điều tốt lành xung quanh mình. Còn những người khác, họ lại lạm dụng, làm bẩn hạt giống thiện lương, biến nó thành tâm hồn nhẫn tâm tàn ác. Tuy nhiên, không có ai là không cần đến lòng thiện lương. Ngay cả những trái tim cứng nhắc như sắt thép, lạnh lùng như băng cũng sẽ không thể tránh khỏi sức hút của tình người và lòng nhân ái. Một lúc nào đó, hạt giống thiện lương trong họ cũng sẽ bừng nở, làm tan chảy lớp vỏ bọc và tạo ra sự mềm mại, ấm áp như một luồng ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời. Hãy giữ cho hạt giống thiện lương trong tâm hồn luôn được tươi mới, được chăm sóc và phát triển. Hãy lan tỏa lòng nhân ái, lòng tốt của bạn và biến mỗi ngày thành một cơ hội để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hành thiện không chỉ đơn giản là hành động gửi tiền trong ngân hàng, mà đó còn là trạng thái tinh thần, là một lối sống đậm chất nhân văn và tình thương. Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền bạc, lợi ích cá nhân hay sự đáp trả nào. Họ hiểu rằng cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc lành của mình. Thực sự hành thiện là hành động từ trái tim, không cần phải công khai hay là được công nhận. Nó tồn tại trong những hành động nhỏ bé hàng ngày, trong những lời nói ý nghĩa và trong sự tử tế và nhân ái của từng hơi thở. Người hành thiện không để ý tới sự giàu có hay là quyền lợi, mà họ chú trọng vào sự hạnh phúc và an lạc của người khác. Họ hiểu rằng, niềm vui lớn nhất không phải từ việc nhận được, mà từ việc cho đi. Đó chính là tinh thần của hành thiện, không đòi hỏi, không tính toán, chỉ là sự tận tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không cần nhận lại điều gì cả. Và ở trong sự vô gì ấy, họ tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự, sự an lạc đích thực trong lòng mình. Yêu thương giúp đỡ mọi người, lương tâm thánh thiện, miệng cười dễ thương, hoạn tai hoạn kiếp tránh đường, tự thân an lạc, tai ương xa rời. Sinh thời làm thiện hết đời, tạo nhiều công đức, Phật trời thương cho. Mai này thân xác thành tro, hồn về cực lạc, chẳng lo muộn phiền. Cuộc sống hiện đại đã đưa mọi người vào một cuộc đua không ngừng nghỉ, chạy theo công việc, cơm áo gạo tiền. Mọi người đều đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày, không để ý tới những nghịch lý rõ ràng đang diễn ra xung quanh. Nhìn chung trong cuộc sống bận rộn và áp lực công việc, có lẽ không phải ai cũng dành thời gian để suy ngẫm về những nghịch lý của xã hội. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiền bạc và thành công vật chất thường được coi là mục tiêu hàng đầu, và nhiều người đã bị cuốn vào dòng xoáy của lạc quan vật chất. Tuy nhiên, với những lớp vỏ bề ngoài của sự bận rộn, có những người đã nhận ra những nghịch lý và hậu quả của cuộc sống hiện đại. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa thật sự của cuộc sống, về tình thương và sự hài lòng nội tâm. Họ nhận ra rằng, đôi khi, cuộc sống không chỉ là về việc kiếm tiền và thành công, mà còn về việc tìm kiếm sự cân bằng và hạnh phúc đích thực. Và dù cuộc sống có đầy rẫy những nghịch lý, nhưng trong mỗi người vẫn có một khao khát sâu thẳm, một giọt nước biển nhỏ của lòng nhân ái và ý thức xã hội. Hãy hy vọng rằng qua những cảm nhận và ý thức này, chúng ta sẽ dần nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống và tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn cho tương lai.
đôi khi chúng ta rơi vào tình huống đầy cơ hội và lựa chọn. Có quá nhiều con đường mở ra trước mắt, và mỗi con đường đều hứa hẹn những thành công, niềm vui và hạnh phúc. Nhưng dưới áp lực của xã hội, của kỳ vọng từ bản thân và từ người khác, chúng ta thường cảm thấy phải chọn lựa một cách hoàn hảo, thậm chí là thập toàn thập mỹ. Mỗi người đều muốn bản thân mình trở nên xuất sắc, thành công và được người khác ngưỡng mộ. Chúng ta mong muốn những lựa chọn của mình sẽ mang lại mọi thứ tốt nhất, và chúng ta không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là không phải lúc nào thập toàn thập mỹ cũng là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Đôi khi, sự hoàn hảo không phải là điều chúng ta cần tìm kiếm. Thực tế, những thất bại, những lựa chọn không hoàn hảo cũng là những bài học quý báu giúp chúng ta trưởng thành và phát triển. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng mỗi con người đều có giá trị riêng biệt và không có ai hoàn hảo cả. Điều quan trọng là chúng ta học cách chấp nhận bản thân, học từ những sai lầm và đôi khi dám bước ra khỏi khuôn mẫu hoàn hảo để tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Hãy tin tưởng vào bản thân và theo đuổi những giấc mơ của mình, không phải vì muốn thập toàn thập mỹ mà vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Có những lúc khi ta dành thời gian lắng động và quan sát thế gian xung quanh, ta mới nhận ra rằng cuộc đời không ngừng biến động như những đợt sóng không ngừng vỗ bờ. Trong thế giới này, có nhiều lúc những đợt sóng phiền muộn và bất an tràn ngập làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Thậm chí đôi khi ta cảm thấy rằng ngay cả khi biển lặng bình yên, không có con sóng nào đang vỗ, vẫn có những người không thể cảm nhận được hạnh phúc từ điều đó. Họ cảm thấy bất an, họ cảm thấy bản thân bị kích động, phải tìm kiếm những sóng gió, những phiền muộn để cảm thấy mình tồn tại, để được sự quan tâm và chú ý từ người khác. Thực tế, hạnh phúc thường không nằm ở những điều lớn lao và phiêu lưu, mà nó có thể tồn tại trong những khoảnh khắc giản đơn, trong sự yên bình và bình an của cuộc sống hàng ngày. Đôi khi việc ngồi yên và lắng nghe, cảm nhận sự tồn tại của mình trong khoảnh khắc hiện tại là một cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc thực sự. Hãy tin rằng, trong cuộc sống này, có những khoảnh khắc yên bình và bình an cũng là hạnh phúc. Hãy học cách đánh giá và trân trọng những khoảnh khắc ấy, và không cần phải luôn luôn tìm kiếm những sóng gió để cảm thấy mình tồn tại. Có những lúc tâm hồn con người rơi vào sự nghèo nàn và khốn khó đến mức không thể tưởng tượng. Đôi khi chúng ta sống cả cuộc đời trong những cảm giác như những người hành khất, luôn đi tìm kiếm hạnh phúc từ khổ đau, nhưng lại cuối cùng trở thành nạn nhân của chính bản ngã và tư duy đầy lo âu. Một trong những bí quyết để sống trong bình an và hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp của cuộc sống. Thay vì mãi lo lắng về những điều không thể kiểm soát, hãy tập trung vào những điều mà chúng ta có thể làm và tận hưởng mọi khoảnh khắc hiện tại. Hãy biết an nhiên đón nhận mọi sự trong cuộc sống này, dù là những thử thách hay là niềm vui, và hãy tận hưởng trọn vẹn mọi phút giây bình yên và vui vẻ trong đời ngay từ bây giờ và ngay tại đây. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở nơi xa xôi hay trong những thứ vật chất, mà nó tồn tại trong trái tim của chúng ta, trong khả năng tận hưởng cuộc sống và biết ơn mọi điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Hãy sống trong hiện tại với trái tim đầy biết ơn và lòng bình yên, để cho mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cuộc sống ban đầu là một dòng suối trong trạng thái yên bình và thanh thản. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, những phiền não, những suy tư lẫn khuất bắt đầu kéo đến, gõ cửa lòng ta như những kẻ xâm phạm vào không gian tĩnh lặng của trí óc. Đôi khi cuộc sống không mang đến đau khổ, nhưng khi lòng tham lam của chúng ta bắt đầu nổi lên, khi ta bắt đầu suy tính về lợi ích cá nhân, đau khổ lại xuất hiện, quấn chặt lấy thân ta như những sợi dây vững chắc không thể thoát khỏi. Nhưng ở trong cơn đau khổ, ở trong những thời điểm khó khăn nhất, không ai có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau đó ngoài chính bản thân ta.
chúng ta là những người duy nhất có thể đứng lên đối mặt với khó khăn và vượt qua chúng. Chỉ khi chúng ta dám đối diện với bản thân mình, dám đối mặt với thử thách và học được từ những sai lầm, thì mới có thể tìm thấy lối thoát cho mình, tìm lại được hạnh phúc và bình an. Xin hãy nhớ rằng, trong mỗi chúng ta đều có sức mạnh và khả năng để vượt qua mọi thử thách, để tự mình xây dựng cuộc sống mà mình mong muốn. Hãy tin vào bản thân và luôn luôn nhớ rằng sức mạnh thực sự không nằm ở bên ngoài mà nó tồn tại sâu trong trái tim và ý chí của chúng ta. Chúng ta thường phải đối mặt với quá nhiều gánh nặng, nhưng điều quan trọng là chúng ta hoàn toàn có khả năng lựa chọn muốn gánh lấy những gánh nặng nào và muốn buông xuống những gánh nặng nào. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi chướng mắc của ác mộng và phiền não. Thức tỉnh là chìa khóa để quên đi mọi bất hạnh của đời người. Buông xuống là cách duy nhất để giải thoát khỏi những gánh nặng không cần thiết. Chúng ta cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng tăng lên, khi mong muốn của con người trỗi dậy. Vì thật ra, đời người không phải luôn là về việc được tung hoành, được nổi danh hay là được chứng kiến bạn bè đồng nghiệp thành công. Khi ta cúi đầu nhìn xuống, ta sẽ nhận ra rằng đã có được rất nhiều trong cuộc sống này, chỉ là ta không nhận ra và không biết trân trọng. Cuối cùng, khi nhìn lại, ta sẽ thấy rằng những thứ mà ta níu giữ và tranh đấu suốt cuộc đời chỉ là những phù du không đáng giá so với sự bình yên và hạnh phúc thực sự nằm trong lòng mình. Đừng để cuộc sống trôi qua mà không biết trân trọng những điều quý giá mà ta đang có. Và hãy học cách cúi đầu nhìn xuống để tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thường những người có sự nghiệp thuận lợi và tiến bộ nhanh chóng là những người biết cách cúi đầu và không tự phụ. Họ không ngừng học hỏi và nhận thức được rằng việc nhìn ra điểm mạnh của người khác không chỉ là cách để tôn trọng họ, mà còn là cơ hội để tự mình phát triển. Trong một xã hội mà sự tự tin và tự mãn thường được tôn vinh, việc nhìn ra cái hay của người khác có thể trở thành một thách thức. Nhưng đó cũng là điều quan trọng nhất để học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Khi chúng ta biết cúi đầu và nhận thức được rằng không phải mọi điều ta đều biết, ta sẽ mở lòng để học từ những người có kinh nghiệm và thành công hơn mình. Hãy nhớ rằng, việc nhìn ra cái hay của người khác không làm mất đi giá trị của chính bản thân mình. Thực tế, đó là sự sẵn lòng để thay đổi và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Hãy tôn trọng và học hỏi từ những người có kinh nghiệm và thành công, vì điều đó sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn trên chính con đường mà mình lựa chọn. Chúng ta đều đã lên tàu, thời gian không định biết về đâu. Ga cuối cuộc đời tất phải đến, bây giờ còn sống hãy thương nhau. Đừng gây thêm chuyện khổ đau, ô sầu chuốc quán về sau thêm buồn. Quan gia nghiệp báo theo luôn, từ bi hỷ xả oán hờn bỏ xa. Chuyến tàu định mệnh đưa về Tây Phương Cực Lạc là quê hương mình. Thưa các bạn, trong cuộc sống hối hả ngày nay, có những lúc ta tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Liệu ta có phải là cái tên mà cha mẹ đã đặt cho? Và liệu cái tên đó sẽ đi theo ta suốt cuộc đời này? Hay ta chỉ là thân xác này, một thân xác mà cuối cùng cũng sẽ trở thành phần của dòng xoay, sinh lão bệnh tử? Và một ngày nào đó, sẽ về chốn diễn phương. Ta bận rộn với những lo toan, những khổ đau, những thất bại và thành công. Ta đấu tranh để tồn tại, để vươn lên và để kiếm tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng giữa những cuộc đua bon chen, ta có thể đôi khi lạc mất bản thân mình, mất đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Nhưng dù trong cuộc sống này ta có bận rộn đến đâu, ta cũng không nên quên rằng mình là ai. Bên trong ta còn có những giá trị, những niềm tin và những ước mơ mà ta cần phải tìm ra và giữ vững. Hãy dừng lại một chút trong cuộc đời này và tự hỏi rằng ta là ai. Hãy lắng nghe tiếng lòng và tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống, vượt qua những khổ đau và bon chen hàng ngày. Bởi chỉ khi ta thấu hiểu bản thân mình,
ta mới có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc thực sự. Trong Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ý nghĩa của câu nói này là rằng trên trời và dưới đất chỉ có một mình ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời và vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng, ta có thể tìm thấy chính mình khắp nơi trong đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên bầu trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy cho nên, có khi ta xé một cái lá, bẻ một cành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim, thì có phải ta đang quỷ hoại chính mình hay không? Nếu ta giận dữ và đánh nhau với người khác, liệu ta có đang tự quỷ hoại chính mình hay không? Vậy cho nên, ta nên yêu thương, chia sẻ, hy sinh và phụng sự. Cuộc đời của chúng ta nên sống để tôn trọng và yêu thương mọi sinh linh xung quanh mình. Bởi chính trong họ, chúng ta có thể thấy được vô ngã, sự không phân biệt và sự liên kết của tất cả mọi thứ. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Trong vô ngã, chúng ta không mất đi cái ta, mà ngược lại, chúng ta hòa mình vào sự tồn tại to lớn vô cùng của vũ trụ. Bản ngã, trái lại, là sự sống riêng cho mình, là sự chìm đắm trong lòng tham và khao khát. Khi chúng ta sống chỉ để bảo vệ bản thân, để thỏa mãn đam mê cá nhân, chúng ta đánh mất đi chính mình. Chúng ta đánh mất đi cái ta chân thật, cái ta tự nhiên và đồng cảm với mọi vật thể trong vũ trụ. Hãy cố gắng hiểu và trải nghiệm vô ngã để ta có thể hiểu được sự liên kết và sự đồng cảm với mọi vật thể. Hãy từ bỏ bản ngã, sống không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người, cho mọi vật thể. Chỉ khi đó ta mới thực sự tìm thấy được chính mình và sống một cuộc đời chân thực và ý nghĩa. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta giống như những hạt muối nhỏ bé, đông đầy trong lòng những ly nước đầy rẫy biến động. Khi chúng ta lấy một muỗng muối đổ vào một ly nước nhỏ, sẽ làm cho ly nước trở nên mặn chát, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ rộng lớn này. Còn khi chúng ta dùng muỗng muối đó đổ xuống hồ nước mênh mông, dù có cố gắng thì cũng không thể cảm nhận được sự mặn chát nào. Cuộc sống cũng giống như vậy. Những lo âu phiền muộn, những khó khăn và thử thách chẳng khác gì những nước muối trong ly. Chúng có thể làm cho cuộc sống trở nên mặn chát và khó chịu. Tuy nhiên, nếu chúng ta học cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề từ một góc nhìn bao quát hơn, như việc đổ muối ra hồ nước, chúng ta sẽ nhận ra rằng những vấn đề đó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống rộng lớn này. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những vật chất hay là những thành tựu lớn lao bên ngoài, mà nó đến từ bên trong, từ tâm thái nhẹ nhàng và sự lựa chọn đơn giản. Đôi khi chúng ta quá phức tạp hóa mọi thứ, suy nghĩ quá sâu và tính toán quá nhiều, khiến cho cuộc sống trở nên rối ren và khó khăn hơn. Nhưng nếu chúng ta biết cách nhìn nhận nhẹ nhàng và giải quyết vấn đề một cách đơn giản, thì cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và hạnh phúc sẽ luôn ở đó, ẩn sâu những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có những lúc chúng ta cần nhớ rằng, mọi thứ không nhất thiết đều phải thật nghiêm trọng và trầm trọng. Đôi khi chỉ cần mỉm cười là đủ để giảm bớt áp lực và tạo ra một không gian thoải mái gần gũi. Đừng quá lo lắng về việc mọi người có nhìn thấy và hiểu được bạn đang nghĩ gì. Và đôi khi chỉ cần vài người hiểu và cảm nhận được là đủ rồi. Một phần quan trọng trong việc sống là biết khi nào nên mỉm cười và đơn giản là để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không cần phải lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng và cứ tỏ ra nghiêm túc. Nếu có người muốn biểu diễn thì bạn hãy vỗ tay vui mừng cùng họ. Nhưng đừng ép buộc bản thân phải làm điều đó nếu như lòng mình không muốn. Đôi khi việc giữ cho lòng bình tĩnh và không quá thận trọng với mọi việc
sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, hãy sống một cách tự nhiên, không cần phải lo lắng về việc ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu. Điều quan trọng là sống tùy theo duyên số và cảm nhận từng khoảnh khắc một cách chân thành và đầy yêu thương. Cuộc đời như một bức tranh vô tận, với những mảnh ghép đan xen, mỗi mảnh đều mang theo một câu chuyện riêng của nó. Chúng ta gặp gỡ vô vàn người, trải qua vô số biến cố và những cảm xúc đan xen. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào những phân đoạn tình cảm, những mối quan hệ phức tạp, những ý nghĩa khó hiểu. Nhưng không nên níu kéo, không nên bước chân ngược lại thời gian. Hãy mỉm cười và tiến về phía trước với lòng cởi mở và lòng thành thật. Bởi chỉ khi đó, chúng ta mới có cơ hội học hỏi và trưởng thành hơn. Mỗi một lần mỉm cười, chúng ta nhận được một chút sáng suốt, một chút tinh tế trong cách ứng xử. Hãy tạo cho mình một tinh thần tao nhã. Đôi khi chỉ cần một chút tử tế trong lời nói và hành động, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Và đằng sau nụ cười kia, chúng ta sẽ tìm thấy rạng rỡ hơn, hạnh phúc hơn, vì nụ cười đó chính là lời cảm ơn cho mọi điều tốt lành trong cuộc sống này. Trong thế giới phồn hoa này, nếu ta biết ít tham cầu, lòng sẽ trở nên tự tại hơn, khổ đau khó khăn tự nhiên sẽ giảm đi, vì ta không còn bám víu vào những điều vô nghĩa nữa. Miệng ít nói lời vô nghĩa, lòng sẽ được thanh tịnh hơn, không còn nhiễm độc hại từ những suy nghĩ tiêu cực. Bệnh tật tự nhiên sẽ giảm đi, vì ta hạn chế được áp lực, lo lắng đến mức tối đa. Nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi, khi ta không dồn mình vào tình thương không đáng giá. Bởi khi hiểu rõ, ta không cần nhiều lời để diễn tả. Duyên đến ta trân trọng, nhưng khi hết ta buông tay một cách nhẹ nhàng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng mỉm cười, nhưng ta có thể nhìn đời và người một cách an nhiên. Ngắm mặt trời mọc, nhìn hoa nở và tàn, ta nhận ra rằng bụi trần vướng vào đâu, phiền muộn tìm được chỗ nào. Chỉ cần tự tại, ta sẽ thấy bản thân nhẹ nhàng và an lòng hơn. Trong cuộc sống hối hả hiện nay, nhiều người đã bắt đầu quên mất giá trị quý báu nhất, đó là sức khỏe của mình. Họ đang đốt cháy sinh mệnh của mình mỗi ngày một ít mà không hề nhận ra. Lý do được diễn cớ là công việc quá bận rộn, cuộc sống đầy áp lực khiến cho họ không có thời gian cho sinh hoạt điều độ và tập luyện thể dục. Chúng ta cần nên nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta sở hữu. Nếu không quý trọng và chăm sóc, nó sẽ dần mòn đi từ khi còn rất trẻ. Điều đáng buồn hơn, nhiều người chỉ nhận ra giá trị của sức khỏe khi mà bệnh tình đã quá nặng nề, khiến cho họ không thể chịu nổi nữa. Thật là trớ trêu khi chúng ta phải đợi đến khi vấn đề sức khỏe trở nên nghiêm trọng hoặc khi đã về hưu mới bắt đầu quan tâm đến việc dưỡng sinh và duy trì sức khỏe của mình. Chúng ta cần thức tỉnh và nhận ra rằng sức khỏe không phải là điều tự nhiên và tự động duy trì được. Chúng ta phải chịu khó và đầu tư vào việc bảo vệ và cải thiện nó. Hãy dành nhiều thời gian hơn mỗi ngày để chăm sóc bản thân, để thực hiện các hoạt động vận động, duy trì chế độ ăn uống và tìm hiểu về cách sống lành mạnh. Xin hãy nhớ rằng, chỉ khi ta cân bằng được cả hai mặt của cuộc sống, cả về cơ thể và tinh thần, thì mới thực sự đạt được hạnh phúc và thành công đích thực. Khi sức khỏe bắt đầu trở nên bất ổn, đây chính là lúc chúng ta mới thức tỉnh và nhận ra giá trị quý báu của nó. Nhưng liệu còn kịp nữa hay không? Liệu khi còn trẻ trung và năng động, chúng ta có thể cải thiện và bảo vệ sức khỏe của mình hay không? Đó là câu hỏi mà chúng ta nên tự đặt ra mỗi ngày. Dù có thế nào đi chăng nữa, không có tài sản nào có thể đem lại lợi ích lớn hơn so với sức khỏe. Dù ta giàu có quyền lực đến đâu, nhưng khi cơ thể bị kiệt quệ, thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tiền bạc không thể mua lại sức khỏe mạnh mẽ, chỉ có thể dùng để xây dựng một nấm mộ đẹp cho bản thân mà thôi. Vậy hãy quý trọng
và chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ trước khi quá muộn. Hãy dành thời gian và nỗ lực cho việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thực hiện các hoạt động vận động, giữ tinh thần lạc quan. Hãy nhớ rằng, chỉ khi ta có cơ thể khỏe mạnh, ta mới có thể thực sự hưởng thụ mọi niềm vui và thành công trong cuộc sống. Cuộc sống như là một hành trình từ đầu đến cuối, từ khi sinh ra đến khi rời đi. Chúng ta không thể tránh khỏi việc đến và rời đi. Nhưng những gì chúng ta làm trong khoảnh khắc ở giữa, đó là điều mà mỗi người tự lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng, một quan điểm và giá trị riêng của mình. Có người có tiền bạc, tài sản là ưu tiên hàng đầu. Còn có người đặt tình thân, tình cảm lên hàng đầu. Có người sống với lòng biết ơn, vui vẻ và khoan dung. Còn có người luôn mong muốn nhiều hơn, không bao giờ đủ. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của mình, nhưng cũng phải chấp nhận kết quả của những quyết định đó. Lúc trẻ ta có thể muốn rất nhiều điều, nhưng khi nằm trên giường bệnh, ta chỉ muốn có sự lo lắng và chia sẻ của những người thân yêu mà thôi. Sự lo sợ về tương lai, về tài chính, về sức khỏe, tất cả đều là những gánh nặng mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng cuộc đời không ngừng thay đổi, và chúng ta phải học cách chấp nhận sự tương đối của nó. Không ai giống ai, và mọi thứ đều diễn ra theo cách riêng. Lúc này ta cảm thấy khó chịu hoặc là kiêu kỳ, thường không làm gì được nhiều. Cuộc sống đang trôi qua, nhưng ta cảm thấy như mình đang đứng im, không biết làm thế nào để mà tiếp tục được. Nhưng đừng để những cảm xúc này làm ta mất đi ý chí. Chính lúc này, khi ta còn khỏe mạnh nhất, là lúc ta phải biết chăm sóc bản thân và tranh thủ sống một cuộc đời mình mong muốn. Hãy tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, hạnh phúc và ý nghĩa. Hãy dành thời gian để làm những điều mình yêu thích, để tận hưởng cuộc sống và khám phá thế giới xung quanh mình. Đừng để bản thân bị lãng quên giữa những loa toan của cuộc sống. Hãy sống mỗi ngày một cách tự do và đầy ý nghĩa, đề cao giá trị của sức khỏe và hạnh phúc của cá nhân. Hãy nhớ rằng, cuộc đời là quà tặng quý giá, và chúng ta cần biết trân trọng và tận hưởng nó đến từng khoảnh khắc một. Trên con đường cuộc sống, mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm, những trải nghiệm đắng ngắt và ngọt ngào, những cảm xúc buồn vui xen lẫn. Không ai có thể tránh khỏi những khoảnh khắc cay đắng, nhưng đó chính là thử thách để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và lãng mạn như trong truyện cổ tích. Đôi khi, những mối thâm tình nảy nở từ những khoảnh khắc đau khổ và biến cuộc đời trở nên lãng mạn và ý nghĩa hơn. Bản lĩnh không phải là việc tránh khỏi đau khổ, mà là khả năng biến nó thành một phần của chính mình, để từ đó mạnh mẽ hơn và sống ý nghĩa hơn. Trên thế gian này không hề hoàn mỹ, nhưng đó chính là điều làm cho nó trở nên đáng quý và đáng trân trọng. Mặt trời có lúc đứng bóng, mặt trăng có lúc tròn và lúc khuyết, nhưng chính những biến đổi này tạo ra vẻ đẹp độc đáo và tinh tế của tự nhiên. Nhìn vào những điều không hoàn mỹ, chúng ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Đó chính là vẻ đẹp đích thực của nhân thế. Khi chúng ta biết trân trọng và chấp nhận những điều không hoàn hảo, để từ đó tạo nên ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của chính mình. Biết chấp nhận là một bài học quý giá mà cuộc sống đã dạy cho chúng ta. Khi ta biết chấp nhận, mọi vấn đề dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực ra, đó chỉ là vì ta đã học được cách đối diện và xử lý chúng một cách khôn ngoan. Người biết cúi đầu không chỉ tránh được va chạm vật lý, mà còn biết tôn trọng và nhường nhịn trong giao tiếp xã hội. Chịu nhường đường không chỉ giúp ta tránh được cuộc đua không cần thiết, mà còn tạo ra một môi trường hòa bình và lịch sự. Trong lòng cầu thị, ta không chỉ nhìn nhận và đánh giá bản thân mình một cách khách quan, mà còn biết đánh giá và tôn trọng người khác nữa. Đó là cách tiến bộ và phát triển. Không chỉ trong tư duy, mà còn trong quan hệ xã hội.
Khi tâm biết đủ, ta cảm nhận được hạnh phúc ẩn giấu trong những điều bình dị, những khoảnh khắc đơn giản của cuộc sống. Hạnh phúc tròn đầy không phải là điều xa xỉ, mà chính là hiểu biết và biết trân trọng những gì mình đã có. Có những lúc chúng ta phải đối mặt với những thách thức không mong muốn và có những quyết định khó khăn phải đưa ra. Có những việc phát sinh mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận và có những người mà chúng ta phải buông tay. Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn và một khi đã chọn lựa thì không thể quay đầu. Tuy nhiên, trong những thời khắc bất lực và khó khăn, chúng ta cũng cần nhìn nhận mọi việc một cách thông thái. Có những thứ mà chúng ta mất đi, nhưng chúng đem lại cho chúng ta bình an hơn là sự đau khổ. Nhẫn nhịn một chút, chúng ta có thể vượt qua được những phiền phức và giải quyết được những vấn đề khó khăn. Một vài lời nói nhẫn nhịn, một vài tình cảm nhẫn nhịn, một vài con người nhẫn nhịn đều là những điều giúp chúng ta thấu hiểu được và học được nhiều hơn. Có những lúc chúng ta không muốn tiếp tục, không muốn buồn bã, nhưng chờ đợi một chút, mọi thứ sẽ thay đổi. Hãy nhẫn nhịn, đối mặt với cuộc sống một cách bình thản và kiên nhẫn, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Trong tình yêu, sự chân thành không cần phải được thể hiện ra ngoài mọi lúc mọi nơi, mà thường hiện hữu trong sự lặng im và sự đồng điệu của hai trái tim. Người thương bạn thật lòng sẽ muốn cùng nhau đi đến tương lai, không phải vì những buổi tiệc hoành tráng hay là những sự kiện lớn, mà vì lòng kiên định và sự chấp nhận của cả hai. Duyên phận tốt đẹp không phụ thuộc vào thời gian hay là không gian, mà là sự hòa hợp và sự hiểu biết giữa hai người. Dù có gặp nhau mỗi ngày hay không, thì đều có duyên. Thời gian và không gian đều không là vấn đề. Nhưng nếu không có duyên, dù gặp nhau hàng ngày cũng không mang lại ý nghĩa gì. Vì thế cho nên trong tình yêu, không phải chỉ là tình cảm mà còn là duyên phận và sự đồng điệu của hai trái tim. Chỉ khi hai người hòa hợp và chấp nhận lẫn nhau, thì tình yêu mới thực sự có ý nghĩa. Đời sống của chúng ta thường trải qua những biến động không lường trước, và một trong những sự thật đau lòng nhất là chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của những gì mình đã có sau khi nó mất đi. Người ta thường nói đến khi mất đi mới biết trân trọng, nhưng thực tế là chúng ta luôn biết những gì mình đang có, chỉ là chúng ta ngờ rằng chúng sẽ không bao giờ mất đi. Mỗi ngày ta sống trong niềm tin rằng mọi thứ sẽ không thay đổi, rằng những người thân yêu, những mối quan hệ và những khoảnh khắc đáng trân trọng sẽ mãi mãi ở bên ta. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đôi khi chúng ta phải trải qua những mất mát đau đớn để nhận ra giá trị thực sự của những điều đó. Đó là lúc chúng ta nhận ra sự quý giá của những người thân yêu, của những mối quan hệ chân thành và của những khoảnh khắc đáng giá mà chúng ta từng có. Đó là lúc chúng ta bắt đầu trân trọng mỗi phút giây đang trôi qua và học cách không bỏ lỡ cơ hội để yêu thương và trải nghiệm cuộc sống một cách chân thành nhất. Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ, mỗi khoảnh khắc, bởi vì khi nhìn lại quá khứ, bạn sẽ hiểu rằng những điều đó thực sự rất quan trọng. Có những buổi sáng êm đềm, nắng lên nhẹ nhẹ, hương cà phê thơm phức và ngoài kia tiếng chim ríu rít. Những thứ nhỏ bé nhưng tạo nên một ngày mới thật tươi đẹp. Có những cuộc trò chuyện với người thân yêu, những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào, những điều đơn giản nhưng khiến cho trái tim ấm áp. Và có những khoảnh khắc khi trở thành hồi ức, khiến cho bạn nhận ra sự quý giá từ những điều nhỏ bé ấy. Đó có thể là một bữa cơm sum vầy bên gia đình, một cuộc hẹn với bạn bè, hoặc chỉ là một buổi chiều dạo phố một mình. Những khoảnh khắc như thế khi trở thành kỷ niệm mới thực sự làm cho cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa và đáng trân trọng hơn. Khi bạn nỗ lực hết mình
và đặt ra tất cả niềm tin vào mục tiêu của mình. Đôi khi bạn có thể cảm thấy thất vọng khi người khác không chắc chắn sẽ để tâm. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn thôi cố gắng, người ta sẽ chú ý đến bạn. Có những lúc dù bạn cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra theo ý muốn của mình. Nhưng đừng nản lòng, bởi đôi khi điều đó chỉ là biểu hiện của việc trời không muốn cho bạn nhận lấy những điều không đúng về bạn. Không phải vì bạn không xứng đáng, mà là vì đã dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Hãy tiếp tục nỗ lực và không bao giờ từ bỏ. Dù có khó khăn, xin hãy tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai. Điều quan trọng là bạn đã cố gắng và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn vào thời điểm thích hợp nhất. Đơn giản thường mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng biết cách sống đơn giản. Thường thì những người vui vẻ ít hơn so với những người phức tạp, vì họ đặt quá nhiều suy nghĩ và lo lắng vào những điều không cần thiết. Người đau khổ thường đầy rẫy những phiền phức vì họ không biết cách quyết định và buông bỏ những thứ không cần thiết. Họ luôn nghĩ trước và tính sau, không dám quyết đoán, và vì vậy họ trở nên căng thẳng và lo lắng. Vậy cho nên, chúng ta cần học cách đơn giản hóa cuộc sống của mình. Đừng do dự khi cần phải quyết định, và hãy thẳng thắn buông bỏ những thứ không cần thiết, bởi chỉ khi chúng ta kết thúc những điều cần kết thúc mới có thể khởi đầu điều mới mẻ và tích cực hơn. Hãy sống một cuộc sống đơn giản với ít lo lắng và suy nghĩ hơn. Hãy thẳng thắn và quyết đoán trong một quyết định của mình, và hãy biết buông bỏ những điều không cần thiết. Cuộc sống giống như một cây đàn, đều có hai phím đen và trắng. Phím trắng biểu trưng cho những khoảnh khắc vui vẻ, và phím đen biểu trưng cho những thử thách và đau thương. Nhưng chỉ khi hai loại phím này kết hợp cùng nhau thì mới tạo ra âm thanh rất hài hòa. Thử thách là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này. Chỉ khi chúng ta đối mặt và vượt qua những khó khăn, những nỗi sợ hãi mới có thể trở thành những người có tính cầu tiến cao. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và học hỏi. Và chỉ qua đó, chúng ta mới có thể thấy được bản thân mình trở nên mạnh mẽ và đầy nghị lực. Dù cho cuộc sống có những thời khắc tầm thường, nhưng vẫn cần phải đối diện và đấu tranh. Đừng trốn tránh hay là quán trách, mà phải chấp nhận và vượt qua. Thời gian luôn di chuyển và cuộc sống luôn thay đổi. Vì vậy, đừng để lỡ cơ hội làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa và đáng sống. Mỗi người sống trong một thế giới riêng, và thường gặp gỡ những người tương ứng với thế giới đó. Quan hệ và kết giao của bạn thường phản ánh tính cách và giá trị của bạn, và chúng thường thay đổi tùy theo vị trí và độ cao mà bạn đang đứng. Nhưng điều quan trọng là dù ở đâu và với ai, tâm hồn rộng mở sẽ mở ra bầu trời xanh rộng lớn trước mắt. Bạn có thể nhìn thấy những cảnh quan độc đáo và nhận ra những giá trị ẩn sâu trong cuộc sống. Có lúc bạn có thể cảm thấy chưa gặp được những người bạn kỳ vọng, nhưng thường đó là do bạn chưa sẵn sàng hoặc chưa chuẩn bị đủ, chưa hoàn thành những giá trị tương ứng. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, phát triển giá trị của mình, và tự nhiên những người phù hợp sẽ đến với bạn vào thời điểm đúng đắn nhất. Hãy luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân và tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn theo cách tự nhiên nhất. Điều quan trọng là bạn luôn cố gắng và không ngừng thay đổi bản thân của mình. Vì chỉ có như vậy, bạn mới có thể thu hút những người tương xứng và cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Hạnh phúc thực sự đến từ việc biết cách nhìn vào thế giới xung quanh và nhìn vào chính bản thân mình. Thỉnh thoảng khi tâm trạng nặng nề và đau khổ tràn trề, chúng ta thường cảm thấy mọi người xung quanh đều xấu xa và đáng nghi ngờ. Khi chúng ta nghĩ xấu về người khác, thật ra đó là tâm trạng của chính bản thân ta. Khi ta tưởng tượng điều tốt đẹp về người khác, đó là lúc ta cảm nhận được sự tốt lành trong lòng của mình. Hạnh phúc và sự thoải mái chỉ đến khi ta nhận ra rằng
không ai xấu xa, không ai đáng sợ. Nếu có, chỉ là tâm trạng tiêu cực của chúng ta đang nghĩ xấu về họ mà thôi. Chúng ta cần nhớ rằng, mỗi người đều có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng có những người chưa có điều kiện để thể hiện điều đó. Chúng ta cần mở rộng và nhìn nhận mọi người với tình yêu thương và sự khoan dung, vì chỉ khi đó chúng ta mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và yên bình. Hãy thử tập trung vào những điều tốt đẹp trong người khác để tâm hồn của chúng ta cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Mỗi ngày, mỗi tháng hoặc thậm chí là cả một năm, hãy cố gắng không nhìn thấy điều xấu xa trong ai đó. Thử xem liệu tâm hồn của chúng ta có trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hay không. Hãy như một đốm lửa nhỏ trong mùa đông lạnh giá, hay như một giọt nước mát dịu giữa cái nắng hè oi bức, để tâm hồn của bạn có thể lan tỏa và làm ấm lòng người. Hãy phát triển lòng từ bi và tình yêu thương, để tâm hồn của bạn được chứng minh và tôn vinh trong lòng mọi người. Ánh nhìn đơn giản không chỉ là việc mắt nhìn, mà còn là cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta học cách nhìn đơn giản, tâm trạng của chúng ta trở nên trong sáng và nhẹ nhàng hơn. Nhưng điều này không hề đơn giản như ta nghĩ. Để có cái nhìn như thế, chúng ta phải học cách từ bỏ sự phức tạp và bận rộn và tập trung vào những điều cơ bản, tinh tế nhất của cuộc sống. Chúng ta cần phải học cách thư giãn, đặt lòng tin vào sự tự nhiên và đẹp đẽ của mọi thứ xung quanh mình. Ánh nhìn đơn giản là cách chúng ta giải phóng tâm hồn khỏi những gánh nặng của quá khứ và lo lắng về tương lai. Hãy để ánh nhìn của chúng ta trở nên đơn giản và tâm trạng của chúng ta sẽ được làm sạch và thanh thản như ánh sáng trong buổi sáng mới bình minh. Làm chủ cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như nỗi giận dữ, là một bước quan trọng trên con đường phát triển bản thân và tinh thần. Không phải ai cũng có khả năng tự kiểm soát và điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng những người thành công thường là những người biết cách làm chủ được bản thân trong mọi tình huống. Nổi giận là một phản ứng tự nhiên, là bản năng của con người. Nhưng việc làm chủ được nổi giận, biết kiểm soát và xử lý nó một cách thông minh và tỉnh táo mới thực sự là bản lĩnh. Nếu chúng ta không làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của chúng, bị chúng thao túng và làm mất kiểm soát. Làm chủ cảm xúc không phải là việc giấu giếm, không biểu hiện ra bên ngoài, mà đó là việc hiểu biết và tự kiểm soát cảm xúc của mình, biết cách thể hiện chúng một cách khôn khéo và tích cực. Đó không chỉ là sự thẳng thắn, mà còn là sự sáng suốt, biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Làm chủ cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc học cách suy nghĩ trước khi phát ngôn, để tránh những hậu quả không mong muốn mà nổi giận có thể gây ra. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là giữ lại tất cả những tật xấu và những cảm xúc tiêu cực nhất trong lòng, đặc biệt là đối với những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiện hữu trên gương mặt của mình, vì đó là một loại biểu hiện khiến cho người khác cảm thấy chán ghét bạn. Nếu bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, thì dù bạn có sở hữu cả thế giới này, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ phá hủy tất cả những gì mà bạn đã xây dựng. Chúng ta cần phải nhớ rằng, mỗi cảm xúc tiêu cực mà chúng ta truyền đạt đều là một viên gạch nặng mà chúng ta đặt lên vai ai đó. Nó làm cho chúng ta khó di chuyển hơn. Thay vào đó, hãy học cách kiểm soát và biểu hiện cảm xúc của mình một cách tích cực và lành mạnh. Hãy biến những tật xấu thành điểm mạnh và biến những cảm xúc tiêu cực thành động lực để thay đổi và phát triển bản thân. Điều quan trọng nhất là hãy trân trọng những người thân yêu và không để họ phải chịu đựng những tác động tiêu cực từ chính bạn. Có những lúc chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Và trong những khoảnh khắc đó, những lời nói của chúng ta có thể gây ra tổn thương không ngờ đến cho người khác. Đó có thể là những lời lẽ nặng nề hoặc là hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng dù là nhỏ nhất, chúng vẫn có thể để lại dấu vết đau lòng và khó lòng phai nhòa được. Đôi khi chúng ta không nhận ra tác động
của những lời nói của mình cho đến khi đã quá muộn. Những từ ngữ không kiểm soát có thể làm hỏng mối quan hệ, phá vỡ lòng tin và gây ra nỗi đau không thể xoa dịu được. Những lời lẽ một khi đã được nói ra không thể lấy lại được, và những hệ lụy của chúng có thể tồn tại mãi mãi trong lòng người nghe. Vì vậy, hãy làm người thông cảm và nhẫn nhịn. Hãy luôn giữ cho tâm trạng của mình trong sạch và bình tĩnh, và cân nhắc trước khi nói ra bất kỳ từ ngữ nào. Để tránh gây ra tổn thương không cần thiết cho người khác, hãy đặt mình vào vị trí của họ và cân nhắc trước khi muốn nói bất cứ một điều gì. Hãy biết trân trọng và giữ gìn mọi mối quan hệ, vì một từ ngữ thiếu suy nghĩ có thể phá hủy một mối quan hệ mà cả đời đã cố gắng xây dựng. Một lời nói hay có thể sưởi ấm cả mùa đông, còn một câu nói không tốt có thể làm rét lạnh cả tháng sáu. Đôi khi chúng ta không nhận ra sức mạnh của từng lời nói và không biết được một lời buột miệng trong cơn giận có thể gây ra tổn thương lớn cho người khác. Người ta thường nói rằng những người thân thiết nhất càng trưởng thành, họ càng học được cách bao dung và kiểm soát cảm xúc của mình. Họ học được cách không để những xúc động nhất thời làm họ mất đi những người thân yêu nhất. Và đúng với câu, người sửa được tính cách của bạn là người yêu, người chịu được tính cách của bạn là người bạn yêu. Mối quan hệ thực sự vững chắc không chỉ là những lời nói dịu dàng, mà còn là sự hiểu biết và chấp nhận từ hai phía. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều mang lại hậu quả. Hãy biết trân trọng và cân nhắc trước khi nói hoặc làm bất kỳ điều gì để không gây ra tổn thương không đáng có cho những người xung quanh, đặc biệt là những người mà chúng ta yêu thương và quan trọng nhất trong cuộc sống này.